Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất. Câu nói khiến bản thân hối hận nhất chính là mong muốn được lớn lên. Tôi muốn trở về khi mình còn bé, vì khi đó chẳng quan tâm gì đến cân nặng, quần áo hay tóc tai. Tôi chỉ cần làm những điều mà mình muốn. Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng chỉ vài người trong số họ nhớ được điều này. Buổi sáng vội vàng đi làm, ra đến cửa không cẩn thận làm rơi một cái cốc. Tối về nhà, mở cửa ra thấy cái cốc vẫn yên vị trên mặt đất chờ tôi nhặt nó lên. Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại. Tuổi ấu thơ cũng giống như một cơn say, ai cũng nhớ rõ những điều bạn làm, riêng bạn thì không. Bạn sẽ nhận ra mình chẳng còn bé bỏng nữa nếu như nằm ngủ ở sofa và sáng dậy vẫn thấy mình đang ở sofa. Phải nhớ xã hội này sẽ không dịu dàng với bạn chỉ vì bạn là con gái. Sự khác nhau lớn nhất giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ chính là phải tự sửa chữa lỗi lầm do chính mình gây ra. Trưởng thành là khi giấc ngủ của bạn không còn đơn thuần nằm xuống là ngủ nữa rồi. Tiền lại là thứ mang lại cảm giác an toàn lớn nhất. Khám bệnh cần tiền, ăn cần tiền, uống cần tiền, ở cần tiền, đi học cần tiền. Tôi sợ tôi không có tiền sẽ không cho người thân của tôi được những gì họ muốn. Chỉ cần một biến cố bất ngờ xảy ra, nếu không có tiền, một gia đình có thể dễ dàng rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng.